Hôm nay tôi cũng muốn học tiếp với anh em chị em. Chúng ta xem ở trong Matthew đoạn 4 câu 17. Chúng ta thấy đây là điều mà Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu giảng về nước thiên đàng. Chúa Giêsu giảng về tin mừng. Từ lúc đó, Đức Chúa Giêsu khởi giảng dạy rằng: các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Rồi chúng ta xem một câu nữa ở trong sách Mát đoạn 1. Chúng ta xem rồi câu 14, 15. Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Giêsu đến miền Galilê truyền giảng phúc âm của Đức Chúa Trời. Ngài phán: giờ đã điểm, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Hãy ăn năn và tin nhận phúc âm. Sở dĩ tôi tìm cái chỗ này đó để cho chúng ta khỏi lẫn lộn. Tại vì cái bản 1934 á, thì họ dùng cái chữ đạo tin lành. Đó là một cái cách nó không có dịch, nó không có đúng và nó không có chính xác. Đó, thành thử ra nhiều khi nói là đạo tin lành, rồi nhiều khi đạo công giáo, La Mã đạo chính thống. Cái cách dùng chữ đó nó không có đúng, cho nên tôi muốn anh em chị em coi lại cho nó đúng cái chữ nhận phúc âm, tin nhận phúc âm hay tin nhận tin lành, chứ không phải là tin đạo tin lành. Tại vì khi mà cái chữ đó nó vô trong tâm trí mình đó, mình sẽ hiểu sai lạc. Đó. Chúa Giêsu không có lập ra cái đó. Chúa Giêsu chỉ có giảng tin lành, Chúa Giêsu giảng phúc âm, Chúa Giêsu giảng về nước Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu giảng về thiên đàng. Đó. Nên khi mà con người dịch đó thì có khi người ta có cái ý kiến của người ta thêm vào những cái chữ đó, nó làm cho mình có thể hiểu sai đi. Đó là cái điều mà ở đây Chúa nhắc cho chúng ta nhớ nha. Cái chỗ mà hồi lúc nãy đó thì Chúa Giêsu nói là nước thiên đàng ở trong Ma-thi-ơ. Ở đây thì Chúa nói nước Đức Chúa Trời. Chúa cũng nói ăn năn. Thế thì tôi muốn anh em cho em suy gẫm, chúng ta phải hình dung, chúng ta phải hiểu. Khi mà nói đến nước thiên đàng thì chúng ta hình dung cái gì nó xa xôi lắm, phải không? Ok, giả sử nó là xa xôi đi, mà muốn biết thiên đàng như thế nào á, tôi khuyến khích quý vị lật lại sách cuối cùng của Kinh Thánh, mấy đoạn cuối cùng sách Khải Huyền, để chúng ta thấy cái hình ảnh mà được diễn tả ở đó. Nơi đó Kinh Thánh nói như thế nào? Không có sự khóc lóc. Nơi đó con người ngưng mọi việc ở trần thế này hết. Chúng ta thấy khỏe không? Đó là hình ảnh của nước thiên đàng. Nơi đó không còn bệnh tật nữa. Nơi đó đầy dẫy sự đẹp đẽ và giàu có mà thế gian này con người làm cực khó mà nhiều khi chưa có được. Anh em chị em, đường bằng vàng ngày hôm nay nhiều lắm trên thế giới này á, bọc vàng thôi, nghĩa là sơn bằng vàng á, sơn nó xi lên thôi, chứ làm sao, nhiều lắm là có cái xe bọc vàng chút xíu thôi, hoặc là đồng hồ, thấy không? Mà Kinh Thánh nói đường, cho chúng ta phải hình dung lên những cái điều đó để chúng ta thấy được thiên đàng. Nơi đó không còn mặt trời nữa. Vì sao? Vì Chúa Giêsu là sự sáng rồi. Không cần mặt trời, không mặt trăng, không còn cái gì như chúng ta thấy ngày hôm nay. Đây là cái nơi tạm bợ mà Đức Chúa Trời ban cho con người ở. Mà ngay cái nơi đó, chúng ta thấy cái nơi mà Adam, Eva ở là gọi là địa đàng. Tại vì cái đó nó bị đem đi rồi, giờ nó ở nơi xa, thành ra người ta hình dung cái chữ là thiên đàng. Vì tại nơi đó khi Chúa tạo con người có sự sống đời đời nếu vâng lời và không ăn vào trái biết điều thiện và điều ác thì họ có sự sống đời đời. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta, Chúa Giêsu đến mục đích là gì? Đem con người trở lại cái vị trí đó thôi. Mà cái đó ngày hôm nay được diễn tả một cái chỗ duy nhất ở trong Kinh Thánh để chúng ta thấy hình dung đó và được gọi là thiên đàng. Cho nên ở đây Chúa Giêsu nói nè, để anh em chị em để ý nha, Chúa Giêsu nói nước thiên đàng đã đến gần. Tức là nơi đó có gì? Nơi đó có sự khen ngợi, nơi đó có sự giàu có, nơi đó có sự tôn trọng, nơi đó không có bệnh tật, nơi đó không có sự nghèo đói, nơi đó không có chiến tranh, nơi đó không có thù hận. Đó là nước thiên đàng. Chúa bảo, Chúa Giêsu nói nó đến gần rồi.
đến gần lắm rồi, đến đứng ở bên cạnh mình đó. Gần tức là đứng bên cạnh mình đó. Cái chúng ta phải hình dung cái gần nó như thế nào. Gần ở đây Chúa Giêsu nói rất là gần. Nó không không có lý do gì mà Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh những đứa trẻ mà Chúa nói phải nhận nước thiên đàng như vậy thì mới được. Nước thiên đàng đến gần rồi. Nếu mà chúng ta vẫn suy nghĩ giống như lúc mà Chúa chưa đến, hoặc là không có lời Chúa, giống như mọi người thế gian này, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm nó hết. Đó là lý do mà tại sao Chúa Giêsu khi sách Mác Chúa nói là nước thiên đàng đến gần rồi. Vậy cái câu đó nhắc như thế nào? Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Rồi trong sách Mác thì nói rằng Mác câu 15 đó, giờ đã đến. Đằng kia cũng nói là đến gần rồi. Đến gần tức là giờ đã đến. Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, không còn ở xa nữa. Nước thiên đàng đến gần rồi. Đến gần rồi. Không còn ở xa. Không còn ở xa. Đó là cái hình ảnh mà nhắc cho chúng ta biết nước thiên đàng đã đến gần rồi. Bây giờ nước Đức Chúa Trời có gì khác nước thiên đàng? Cũng giống thôi. Nhưng mà Chúa cho chúng ta một cái hình dung khác nữa khi nói đến nước Đức Chúa Trời. Thì cái này là cái hình dung nói đến có sự cai trị, có người, có uy quyền, có giới hạn, có biên giới. Chỉ có người nào được phép thì mới vô cái chỗ đó thôi. Với vậy Chúa nói thì sao? Tin và nhận cái phúc âm, nhận lời của Chúa, nhận cái tin mừng mà Chúa Giêsu đem đến cho mình thì mới vô được cái nước Đức Chúa Trời. Mà phải ăn năn. Hai cái Chúa nói phải ăn năn hết. Một cái là hướng được, tức hình nhận dung của nước thiên đàng. Còn nói đến nước Đức Chúa Trời, nói đến cái biên giới, nói đến sự cai trị, phải được phép thì mới đi vô. Tất cả hai cái thì nó cũng không có hoàn toàn khác nhau, nhưng mà cho chúng ta hình dung khác nhau. Ở đây Chúa nói đến phải ăn năn, phải thay đổi. Ăn năn nó có nhiều nghĩa lắm. Một cái nghĩa mà con người mình thường hiểu nhiều nhất là làm sai, khóc rồi xin lỗi. Đó là ăn năn, đúng không? Cái đó là bình thường, tại từ nhỏ đến lớn mình chỉ biết thế nhiều thôi. Xin lỗi đi, bị đòn, bị đánh đòn xong rồi muốn được tha đó thì phải xin lỗi, ha? Khóc đứng xin lỗi. Tôi không biết quý vị có hay không, nhưng ít nhất một lần trong cuộc đời tôi cũng có một lần thôi, nhưng mà nhiều lắm, tôi chỉ nói ít nhất một lần. Đó là hình ảnh của sự, một trong những hình ảnh của sự ăn năn mà ai trong chúng ta cũng có thể kinh nghiệm, đã kinh nghiệm và có thể biết được. Nhưng mà đó chưa có đầy đủ, sự ăn năn đó chưa có đầy đủ. Sự ăn năn trong nguyên văn còn có nghĩa là phải thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, phải thay đổi tất cả những gì mà mình thu lượm được ở thế gian này. Anh em chị em, chúng ta lượm được cái gì ở thế gian này? Khi từ ngày mình sinh ra đến khi mà lớn khôn, cho đến ngày hôm nay khi trước khi chúng ta biết đến Chúa, chúng ta lượm được cái gì? Chúng ta học được chữ gì? Ở với cái xứ mà nghèo đói, chúng ta học được những điều như thế nào? Mánh mung, lường gạt, tham lam, dối trá. Thấy không? Không, cái đó học đó. Học đó. Rồi ở cái nước giàu có thì chúng ta học cái khía cạnh khác. Cái tham lam là không có hết, chỗ nào cũng có hết đó. Ở đây chúng ta học được cái gì biết không quý vị? Ở nước Mỹ đó, nó có một cái linh rất là đặc biệt. Mà cái linh đó, quý vị nghĩ thử coi ha? Nói, ai nghĩ được, nói lớn lên. Ở nước Mỹ này, Việt Nam nó có cái linh khác, nước Mỹ có cái linh khác, xứ Mexico nó có cái linh khác. Mỗi một nơi có những cái linh, nó ảnh hưởng đến những người sống ở nơi đó. Tại sao tôi nói điều đó? Quý vị không biết, lật ra đọc ở trong Daniel để biết. Cho nên không những cái linh thôi, nhưng mà linh lớn nó còn có những linh nhỏ nữa, nó cai trị những khu vực khác nhau. Quý vị đi đến những cái khu mà xì ke thuốc viện đó, nó có những cái linh ở đó nó cai trị. Đi đến những cái nơi buôn bán, nó có những cái linh ở đó nó cai trị. Đi đến những cái chỗ mà người ta làm những phim ảnh đồi trụy, nó có những cái linh ở đó nó cai trị. Đó là lý do tại sao chúng ta là người tin Chúa, chúng ta phải biết như thế nào để mình đối diện với cái thế giới tối tăm ở xung quanh chúng ta. Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ bị lừa dối, chúng ta sẽ bị áp bức, chúng ta sẽ bị tấn công mà mình không hay. Người ta bị, chẳng hạn bây giờ
người ta tự nhiên cái là thấy cái buồn chán nó đến. Đó là những cái linh mà nó sập sửa đem người ta đến sự hủy diệt đó. Cho nên chúng ta nhớ bởi vì ông Thánh Phaolô nói nè, chúng ta là những người tin Chúa không phải chiến đấu với xác thịt, nhưng mà chiến đấu với các thần dữ ở các miền trên trời cao hơn là nước Mỹ. Cái linh nó cai trị nước Mỹ, mà nó cai trị là vì Chúa cho phép nó cai trị nó mới được. Linh ở Việt Nam nó cai trị Việt Nam, ở ngoài Hà Nội nó có cái linh nhỏ nhỏ hơn, ở ngoài Huế nó có cái linh nhỏ hơn, ở San Jose nó có, ở tiểu bang Cali nó có cái linh lớn của nó, ở New York nó có cái linh của nó. Có những cái linh nó hơi giống giống nhau cũng có, mà khác nhau. Đó, cho nên đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Cái đó không phải là chuyện hoang đường đâu nha. Lật Kinh Thánh ra, trong Ê-phê-sô nói đến, trong Đa-ni-ên nói đến ông đánh trận với các linh. Đó là lý do tại sao khi chúng ta được sanh ra trong cái thế giới của loài người này, bắt đầu khi chúng ta lớn khôn là bắt đầu chúng ta đi thu lượm tất cả những cái gì ở thế gian này. Chúng ta thu lượm được cái gì ở thế gian này? Có mấy cách chúng ta thu lượm. Tuổi tác lâu đời, chúng ta thu lượm theo kinh nghiệm. Có những kinh nghiệm tốt, có những kinh nghiệm xấu, chúng ta thu lượm theo đó. Đi học người này người kia dạy mình, chúng ta thu lượm bằng cách đó. Rồi có những thói quen từ đời này qua đời kia truyền lại cho chúng ta, chúng ta thu lượm. Thói quen là tôi cho thí dụ nè, người Việt Nam chúng ta nè, sắp sửa Tết đến, dơ giấy thật là dơ giấy trong nhà hàng năm, nhưng mà sắp sửa đến Tết là bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ. Thấy không? Đó là cái thói quen. Cái đó gọi là truyền thống, thói quen, tập tục. Anh em chị em, đó là những cái mà nó ghi vào trong tâm trí này nè. Rồi ngày Tết không được mặc đồ đen tới nhà người khác, nghe chưa? Thấy không? Đó là những cái nó cai trị trong tâm hồn của chúng ta nè, tâm trí nè, sợ hãi. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể nào kinh nghiệm được thiên đàng của Chúa nếu tất cả những cái đó không được tháo gỡ ra khỏi tâm trí của chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói phải ăn năn, phải thay đổi, chứ không phải là đứng khóc cái là hết. Không, phải thay đổi. Mà làm sao tháo gỡ được những cái mà chúng ta thu lượm qua tuổi tác, kinh nghiệm đời này, rồi tri thức học hành, rồi những gì mà chúng ta thu lượm được. Có những người thu lượm nó qua kinh nghiệm, có những người thu điểm qua sự học hành, có những người thu lượm qua cái thói quen gia đình để lại, có những người qua cái thói quen của cả một cái dân tộc đó. Mà tất cả những cái không đến từ Chúa là nó được ảnh hưởng bởi những thế lực cai trị và giúp đỡ con người đi trong con đường đó. Để chi? Với mục đích duy nhất thôi là họ không đón nhận được nước của Chúa. Việt Nam chúng ta có cái thói quen gì nữa? Thờ ông bà. Đó, thờ ông bà. Mà cái thói quen đó nó đến từ sự lừa dối của Satan, ma quỷ. Nó nói với những người còn sống và nó lấy giả dạng những người đã chết. Rồi nhiều khi nó hiện qua những điểm chiêm bao, những cái này kia, rồi nó bảo người ta phải làm cái này. Tại sao tôi nói điều đó? Tại vì tôi đã kinh nghiệm đuổi quỷ ra khỏi những người mà họ bị lừa dối. Sau khi họ đuổi quỷ xong rồi họ bị lừa dối như vậy, họ mất đức tin, nhưng mà Chúa phục hồi lại. Cái chàng thanh niên mà tôi nói với quý vị mà lục bao tử đó, nó cũng là đứa mà từ đó cách đây hai mươi mấy năm trước tôi đuổi ra mấy lần đầu tiên một con quỷ, sau đó nó trở lại 6-7 con quỷ nữa. Tôi có cái nốt tôi ghi xuống. Và sau khi đuổi quỷ nó ra khỏi nó rồi đó, là nó không nghe lời, nó sung lắm, nó đi tới, tại vì mấy đứa hồi trước mà hay rủ nó đi đến những cái chỗ mà cầu cơ cầu hồn đó, đó là những cái chỗ mà nó trong San Jose này, chứ không xa xôi đâu hết. Đó là lý do mà ma quỷ nó bắt đầu đi theo và nó cướp phá. Nó không nghe lời, cái nó nói với mấy đứa kia, rồi mấy đứa kia dụ nó đến để mà nó đánh bẫy trở lại đó. Tức là nó đi đến một cái chùa trong San Jose này, chùa nhỏ thôi chứ không phải cái chỗ mà đức viên lớn. Nó ở trong đường McLaughlin mà đi vô sâu trong đó chứ không phải là đường ngoài. Cái nó cầu hồn thì một cái linh mà tự xưng là mẹ của nó, tại mẹ nó qua đời rồi, nó đến
Nó đến thì mấy đứa kia là nó đã cầu hồn, nó lên là cái linh á. Cái cậu này vừa bước vô, cái là nó xỉ vả, nó chửi mắng giống như một đứa con bất hiếu vậy đó. Và nó nói đến những cái danh xưng, cái tên chỉ có người trong nhà biết thôi. Cho nên, và nó xưng nó là mẹ, cho nên cậu cha, cậu này tin là thật. Mà tại sao quý vị có thể hỏi tôi tại sao nó biết như thế đó? Tại vì tất cả những điều gì mà chúng ta nói ở dưới thế gian này, Chúa biết, Chúa nghe, và những tà linh ở xung quanh chúng ta nó nghe. Đó là lý do tại sao nó biết được những cái tên tục mà chỉ có ông cha mình biết thôi. Cho nên khi mà nó nói điều đó, nó làm điều đó, nó làm cho người ta tin rằng có lẽ đó là cha mình, mẹ mình, nhưng mà thực sự đó là tà linh ma quỷ, nó giả dạng, nó lừa dối con người để con người đi vào sự cái thờ phượng người chết mà Chúa cấm hoàn toàn. Sau khi rồi nó bắt thằng này lại lấy rồi xưng, rồi xin lỗi đủ thứ hết, và nó gọi điện thoại về, cậu này cứ gọi điện thoại về cho tôi, nó nói là ngày hôm nay nó biết lẽ thật rồi, biết hết sự thật rồi. Hỏi cái gì? Nó bắt đầu nó kể những câu chuyện đó. Bây giờ rồi bắt đầu tôi nói chuyện với nó, rồi tôi gọi nó đi ra một cái parking lot, rồi tôi gặp nó, tôi nói chuyện. Quý vị biết không, tôi nói chuyện với cái cậu này mà lúc đó sau khi nó đi, nó bị lừa dối ở trong cái chỗ rồi, nó trở thành giống như là nói như nước đổ lá môn, không thấm vào nữa, không có cảm nhận được cái gì hết. Thì sao? Tôi nói hết lời đó rồi thì thôi, cầu nguyện tôi cho đi về. Nhưng mà Chúa thương xót, trong đêm nó ngủ, Chúa phục hồi nó trở lại cái đức tin cho nó. Và ngày hôm sau thì nó chuẩn bị sẵn sàng là nó cũng trở lại cái chỗ nhà chùa nó đó. Lúc này là nó chuẩn bị rồi, nó thách người ta gọi cái linh nó lên để mà cho nó. Khi mà cái linh nó được gọi lên rồi đó, thì nó nhân danh Đức Chúa Giêsu, nó đứng, nó công bố và nó đuổi. Thì nó nói đến 5-6 lần đó, thì cái người mà bị cầu hồn mà nhập vô ngã lăn ra trong nhà chùa đó, và cả nhà chùa đó họ sợ, nhất là ông thầy chùa đó, ông sợ đến nỗi mà ông có cái súng ở trong chùa đó, ông vác súng, ông dọa nó, ông cấm nó không được mén mảng tới đó nữa, tại vì đó là công việc làm ăn của họ. Anh em chị em, tôi nói cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy cái uy quyền mà chúng ta có, và cái sự lừa dối mà ma quỷ nó tìm cách ngăn trở chúng ta bằng cách chúng ta thu lượm được tất cả những cái gì ở thế gian này ngoài Chúa. Đó là một điều mà người Việt Nam chúng ta bị nhiều nhất, thờ phượng cúng tế người chết. Và thực sự không có, Kinh Thánh nói rồi, người chết ở một nơi không có trở về nhà, Kinh Thánh nó xác định rất là rõ. Chỉ có ma quỷ lừa dối, và nó biết, nó nghe được những cái gì trong quá khứ của chúng ta, trong tuổi trẻ, rồi nó nói làm cho chúng ta tin tưởng, mình nghĩ đó là cha mình thật, mẹ mình thật, ông bà mình thật, rồi mình phải thờ cúng. Nó ra lệnh mắng cái cậu này là đứa con bất hiếu, không cúng không thờ, tại vì mấy anh em nó thì có, nhưng mà nó tin Chúa thì nó không làm. Nhưng mà sau khi cái sự mà thách thức ngày hôm sau nó đến rồi ấy, thì nó thấy rõ cái lẽ thật, thực sự là đó là quyền lực của ma quỷ, chứ không phải cha nó, mẹ nó thật nhập vào. Cho nên anh em chị em, thế giới loài người bị ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Đó là một trong những cái mà bị ảnh hưởng. Còn những thói quen, những tập tục, rồi người ta nói như này này, đây là người ta, con người nói quen, chừng nào tôi thấy thì tôi mới gì? Thấy thì mới tin. Quý vị nghe cái câu đó có lý không? Thấy rồi thì không cần tin nữa, thấy rồi thì là nhận biết. Lúc mà đã thấy rồi thì không còn đức tin nữa, không cần đức tin nữa. Thấy, khi mà tôi thấy rồi tôi biết đây là cái nồi, không cần ai nói với tôi có cái nồi ở trong nhà, tại vì tôi đã thấy nó rồi. Tôi không còn cần đức tin và biết rằng trong cái nhà này có cái nồi vì tôi đã thấy nó. Cái câu nói rất là vô lý nhưng mà người ta thường nói, và cái đó cũng là nó ảnh hưởng đến cái tâm trí của con người. Anh em chị em, đến với Chúa phải có đức tin. Mà Chúa Giêsu nói như thế nào? Phước cho những kẻ chẳng thấy mà đã tin. Chẳng thấy chứ không phải không thấy, hai cái đó khác nhau nhé. Tức là chưa thấy mà đã tin. Tin vào đâu? Tin vào lời Chúa, tin vào những câu chuyện mà Chúa được viết lại kể cho chúng ta. Nếu đó là cái nguyên tắc mà Đức Chúa Trời làm, bởi vậy cho nên lời Chúa nói là sao? Phải ăn năn, phải thay đổi. Đó là lý do tại sao lần trước cái câu Kinh Thánh mà Chúa nhắc tôi chia sẻ cho quý vị là phải trở nên như đứa trẻ.
Tại đứa trẻ cái đầu của nó rất là trong trắng, nó chưa biết là phải mặc, người ta sợ mặc áo màu đen ngày Tết, nó chưa biết điều đó, thấy không? Và nó cũng chưa biết là nó phải thờ phượng người chết, và nó cũng chưa biết là nó phải làm thế này, làm thế kia, làm thế nọ. Nó rất là đơn sơ, nó rất là trong trắng. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói phải trở nên như đứa trẻ để mà mới nhận được nước thiên đàng, để mới được vào nước Đức Chúa Trời. Phải nhận lời Chúa một cách đơn sơ như vậy thì mới vào được nước Đức Chúa Trời. Anh em cho em thấy không? Vậy vậy Chúa Giêsu nói như thế nào? Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Nước Chúa đến gần rồi. Nếu chúng ta không thay đổi cái sự suy nghĩ mình, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được nó. Dù bây giờ nó ở bên cạnh mình, nó ngay bên cạnh mình, nó ở trong nhà của mình, nước Đức Chúa Trời ở trong nhà của mình. Nếu nhà nào có cuốn kinh thánh đó, là nước thiên đàng đã ở trong cái nhà mình rồi đó. Nhưng mà mình vẫn không kinh nghiệm được. Là vì sao? Vì sự suy nghĩ của mình nói sao? Tôi thấy tôi mới tin. Đó, cái đó phải, cái tư duy đó phải thay đổi, cái sự suy nghĩ đó phải thay đổi. Tôi nghe lời Chúa và Chúa đã chứng minh cho mình biết Ngài là thật bằng cách Ngài đã từ cái chết sống lại, thì không còn một điều gì, không có ai trong thế giới này sống lại mà sống mãi mãi ngoại trừ một đấng duy nhất là từ trời đến trở thành người, chết để chuộc tội cho con người và đã sống lại. Chúa chỉ cần làm điều đó cho một lần thôi để cho mình biết rằng chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời, lời nói của Ngài đáng tin, đáng gắn cuộc đời, cả cái tương lai của mình vào trong cái lời của Chúa. Phải có sự thay đổi trong suy nghĩ của mình. Ăn năn có nghĩa là như vậy. Và đó là cái nghĩa ăn năn mà chúng ta cần phải thấm nhuần, để rồi chúng ta mới kinh nghiệm Chúa trong mỗi cuộc đời của mình. Còn nếu không, anh em chị em, Bác sĩ nói với chúng ta như thế này nè. Bác sĩ nói thì cái điều họ nói là đúng, theo cái sự khôn ngoan đời này của họ đi học được. Phải không? Tôi không nói bác sĩ là sai. Người tin Chúa không phải là trở thành cái đầu không có óc thì mới tin Chúa được. Không phải như vậy. Người tin Chúa vẫn có tâm trí của mình, vẫn đi học, vẫn thu lượm những cái gì ở thế gian, nhưng nó không thể nào cai trị cái sự suy nghĩ của chúng ta được. Thì Chúa mới làm việc. Nếu mà chúng ta để cho nó cai trị, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm việc Chúa nói và Chúa hứa, Chúa làm. Anh em chị em thấy không? Bởi vậy Chúa Giêsu nói nước thiên đàng tới gần rồi, ăn năn đi thì mới kinh nghiệm được cái gì của thiên đàng. Còn nếu không, chúng ta chỉ kinh nghiệm những cái gì mà thế gian này thu lượm thôi. Tôi nhớ khi mà tôi còn đi học, bắt đầu đến nước Mỹ, quý vị biết không, năm 1975 là Việt Nam chia đôi, là coi như bị mất miền Nam, mất đấy, phải không? Mất vô tay xã hội chủ nghĩa. Qua đây đến năm 76 nộp đơn xin vô trường đại học UC Riverside. Mà quý vị nè, không có transcript gì hết. Quý vị biết làm sao khi mà nộp đơn vô để học tiếp, chứ không phải là họ học City College hay là thì cho một người làm cố vấn. Ông đó chắc ông cũng buồn cười là không có gì hết, nhưng mà ông cố vấn ông nói là thôi bây giờ nhớ lại đã học cái gì đó, viết nó xuống, rồi đi ra ngoài notary public ký vô đó. Notary public nói rằng đây là lời khai của tôi những điều tôi đã học. Em chị em, không phải là trường high school, không phải là trường city college, mà như vậy chỉ có Chúa là đấng làm được cái việc đó thôi. Nếu mà chúng ta nghĩ theo thói quen con người, đời này đã được thiết lập đó là phải có transcript, tức là phải có chứng chỉ của cái trường đại học mình đã học đó, gửi tới đó, chứ mình cầm tới người ta không có nhận. Phải gửi từ cái trường này tới cái trường kia, rồi nhà trường nó họ mở ra thì họ mới nhận. Này không có chi hết, có mấy cái tờ giấy chứng nhận như vậy. Anh em chị em, Đức Chúa Trời là đấng có thể làm được, nhưng mà Chúa đòi hỏi mình một điều, phải thay đổi cái sự suy nghĩ mình. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng phải thế này, phải thế kia, theo như thế gian, thì nó sẽ cầm buộc mình và Chúa sẽ không có thể làm được.
Điều đó không có nghĩa là tôi nói ở cái chuyện này bỏ. Tôi đâu có nói chuyện luật của người ta, tôi đâu có quyền. Nhưng mà mình làm với cái đức tin rằng Chúa là đấng có thể chúc phước cho mình vượt qua tất cả những gì con người đã thiết lập. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đây là cái điều mà con người thiết lập mà tôi không có, tức là tôi sẽ không bao giờ được, và tôi sẽ không cầu nguyện, tôi sẽ không có đức tin, và tôi cũng sẽ không kinh nghiệm cái gì hết. Anh em chị em, Chúa chúng ta làm kỳ cục lắm. Chút xíu nữa tôi cho quý vị cái thí dụ Chúa làm kỳ cục đối với con người. Đó là cái điều kỳ cục, đó là cái điều dại dột, đó là cái điều điên, đó là cái điều khùng. Khi mà chúng ta thấy Chúa làm, chúng ta thấy nó kỳ cục lắm, nó không giống như cái gì mà mình nghĩ. Anh em trẻ ơi, Chúa đòi hỏi mình một điều thôi, phải thay đổi. Mà làm sao? Chúng ta đã lớn lên trong cái thế giới này mấy chục năm thu lượm, như lần trước tôi nói đầu có sạn rồi, tức là những cái gì mà chúng ta thu lượm ngày hôm nay nó thành sạn rồi, tức là nó cứng rồi, nó không thay đổi được. Bây giờ chỉ có một cách thôi, mổ vứt nó ra, không thì đập nó, thì nó mới không có còn sạn được, phải không? Thì nó mới mềm. Rất quan trọng cho chúng ta. Và Chúa Giêsu nói tiếp, mà muốn đi vào nước của Chúa, không những là thay đổi để kinh nghiệm được thiên đàng, nhưng mà muốn vào thì phải nhận cái tin lành của Chúa. Cái tin lành của Chúa là gì? Ngày hôm nay mình không phải chết vì tội của mình nữa. Có người chết dùm rồi, và cái người đó không những chết dùm mình, mà cái người đó sống lại để cứu mình, giải phóng mình ra khỏi sự chết. Đó là cái tin lành thì mới vô được nước của Đức Chúa Trời. Trong nước Đức Chúa Trời có cái hình ảnh của thiên đàng, có cái sự gì mà Chúa muốn cho chúng ta nhìn thấy. Tin lành của Chúa là như vậy. Tin lành của Chúa có sự tha thứ, nhưng mình phải nhận, thấy không? Chúa Giêsu chết cho mọi người, nhưng mà chỉ có người nào ăn năn, thay đổi con đường của họ đi. Thay ăn năn có nghĩa là không những thay đổi trong cái tâm trí này, mà thay đổi cả cái hướng đi của họ nữa. Đang đi con đường bỏ nhà đi hoang thì phải quay đầu trở về, giống như cái đứa con mà bỏ nhà đi rồi nó trở về, phải thay đổi 180 độ, có nghĩa là ngược lại. Mình đang đi chiều này phải quay ngược lại đi chiều kia. Mình đang đi thu lượm những cái gì ở thế gian này thì phải xin Chúa giúp cho mình tháo gỡ nó ra khỏi, để mình thay thế vào những cái gì của Chúa, thì chúng ta mới kinh nghiệm được nước Đức Chúa Trời. Anh em chị em, đó là nước thiên đàng và nước Đức Chúa Trời. Nó có hơi khác nhau chút xíu thôi, nhưng mà nó là một. Nó để chúng ta thấy cái sự khác biệt. Quý vị nãy giờ có thấy sự khác biệt chưa? Nếu mà chưa thì nãy giờ là coi như tôi thích, coi như hỏng chuyện rồi. Đó là lý do tại sao lần trước chúng ta suy gẫm là phải trở nên giống như đứa trẻ thì mới nhận được, mới nhận, đúng không? Rồi vào được thì bắt đầu phải ăn năn, phải thay đổi mỗi ngày. Mà cái sự thay đổi đó nó đến với chúng ta mỗi ngày. Tại nước thiên đàng không có ai thủ ai hết. Hả? Nước thiên đàng không có ai nói là để bụng phải xưng ra hết, phải công bố sự tha thứ hết. Amen. Cho nên ai để bụng nó mai mốt không được vô thiên đàng là anh chịu. Thế thì bây giờ làm sao? Lỡ tôi đã sống ở trong cái thế giới này mấy chục năm rồi, bây giờ mới biết đến Chúa thì sao? Cái câu hỏi quý vị không hỏi, tôi hỏi dùm cho quý vị. Bây giờ làm sao? Giải quyết vấn đề. Phải giải quyết vấn đề chứ, để được hưởng nước Đức Chúa Trời, để hưởng nước thiên đàng, để kinh nghiệm mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Chứ không phải đợi mai mốt chết người ta là chết rồi mới được hưởng. Không, Chúa muốn mình bây giờ. Tại vì Chúa Giêsu nói nước thiên đàng đến gần rồi. Chúa Giêsu nói là tụi bay mai mốt chết thì mới về thiên đàng. Chúa Giêsu không nói như vậy. Chúa Giêsu nói là ăn năn đi, nước thiên đàng tới gần rồi. Nếu mà nó còn ở xa, Chúa Giêsu nói điều đó làm gì? Nó tới gần rồi, và Chúa muốn mình kinh nghiệm nó. Cho nên Chúa mới nói ăn năn. Chúa nói làm ơn. Chúa nói cái đó, làm ơn đó. Làm ơn, thương chính mình, thay đổi cái sự suy nghĩ mình đi, đổi con đường mình đi. Cái thói quen mình thường làm phải cắt bỏ nó hết. Thói quen mà trước khi biết đến Chúa đó, thói quen mà nó sẽ đem mình đi xa Chúa đó. Thói quen nói dối, thói quen tham lam, thói quen ganh ghét, thói quen thù hận, thói quen kiêu ngạo, đủ thứ hết, phải cắt bỏ nó, phải thay đổi nó.
phải quay ngược đường đi. Người kiêu ngạo phải trở thành người khiêm nhường, người tham lam thì phải chấm dứt cái sự tham lam, phải trở nên người rộng rãi giúp đỡ người khác, vân vân, tất cả. Bây giờ làm sao? Câu hỏi làm sao đây? Bế tắc hết rồi. Con người tất cả chúng ta đều vướng mắc vào cái điều đã thu lượm tất cả những gì ở thế gian, mà những cái đó chỉ đem mình đi xa Chúa thôi. Thì bây giờ làm sao? Nhớ ở trong Roma đoạn 12, chúng ta phải bắt đầu thay đổi từ trong cái tâm trí mình, cái sự suy nghĩ mình. Cái tâm trí thay đổi, cái suy nghĩ thay đổi thì mấy cái hành động mới thay đổi được. Phải không quý vị? Chúng ta nhớ cái đứa con không? Chúng ta nhớ đứa con hoang đàn không? Nó ở trong chuồng heo, nó ăn, người ta không cho ăn, nó đói. Cái bắt đầu nó nghĩ trong lòng, nó nghĩ nè, thấy nó thay đổi không? Bắt đầu nó nghĩ đến nhà của cha nó, nơi đó kẻ đầy tớ còn được no. Không phải giống như thân phận nó là đứa con bỏ nhà ra đi, bây giờ lọt vô trong trốn chuồng heo rồi, chăn heo, ở với heo, ăn đồ ăn của heo luôn. Anh em chị em, đó là hình ảnh của con người chúng ta trước khi chúng ta biết đến Chúa. Hình ảnh ăn đồ ăn heo đó, tức là chúng ta thu lượm những cái gì ma quỷ nó cho mình, mình nhận lấy trong tâm trí của mình, ví như đồ ăn heo vậy đó, thờ phượng. Tôi cho ví dụ đồ ăn heo này anh em chị em. Khi mà chúng ta chưa biết đến Chúa đó, mình lấy một cái cục đất, một miếng đất thì nặn lên cái nồi, một cái miếng đất thì nặn lên một cái hình tượng, rồi mình đặt tên cho nó. Xong rồi mình làm gì? Mình quỳ xuống, mình lạy cái cục đất, mình đặt tên, mình bảo nó giúp mình. Đó, đồ ăn heo đó. Chúng ta thấy thì sao? Rồi khi mà nhà cháy tới, mình ôm nó mình chạy. Cái tượng này coi như quý đi thì mới ôm mới chạy, chứ còn nó bằng, coi như tượng bằng ngọc, mình ôm nó mình chạy. Rồi mình chạy tới cái nơi bình an, nơi mà không còn nhà cháy nữa, bình an. Hoặc là chạy giặc, bên Việt Nam thì chạy giặc. Thì sao? Cái mình để nó lên một cái bàn thật là cao, rồi mình quỳ xuống, mình lạy nó, mình cảm ơn nó là nó cứu mình. Nhưng mà thật sự nó phải quỳ xuống nó lạy mình, vì mình mới cứu nó. Chúng ta thấy đồ ăn heo không? Khi mà không có Chúa, cái sự tối tăm nó bao phủ con người tới cái mức như vậy đó. Bởi vậy Chúa nói, cái đứa con mà nó bỏ nhà đi đó, nó sẽ lọt vào cái chốn ở trong chuồng heo. Cái sự tin tưởng, cái sự ngu xuẩn nó bao trùm con người giống như cái thức ăn của con heo vậy. Anh em chị em, tôi nói điều này, tôi diễn tả điều này để cho chúng ta thương xót những người chưa biết đến Chúa và cầu nguyện cho họ. Chúng ta đừng có chỉ mặt họ, chúng ta nói cầu nguyện cho họ, vì những điều họ tin nó là như vậy, giống như thức ăn heo vậy đó. Anh em chị em ơi, làm ơn, nếu chúng ta có con cháu của mình chưa biết đến Chúa, làm ơn thương xót nó, cầu nguyện cho nó, vì đó là cái tình trạng của những người chưa biết đến Chúa. Bởi vậy Chúa nói là phải thay đổi tư duy, chúng ta phải thay đổi sự suy nghĩ, chúng ta phải thay đổi cách sống, chúng ta thay đổi. Cái đứa con đó làm sao? Nó ở trong chốn nó không đủ ăn, cái bắt đầu nó mới nghĩ tới nhà của nó, nó mới đứng lên, đúng không? Nó mới quay trở về. Đó là ăn năn. Chúng ta có thấy nó khóc không? Nó có khóc không? Kinh Thánh không có diễn tả nó khóc, nhưng mà Kinh Thánh diễn tả là nó suy nghĩ đến cái thiên đàng mà nó đã ra đi, và nó đứng lên, nó quay trở về. Đó, ăn năn đúng nghĩa của nó là thay đổi cái sự suy nghĩ và quay cái hướng đi nhé. Còn nếu nó khóc thì cũng tốt thôi, nó về nó khóc cũng tốt, không sao hết. Đó là, và rồi chúng ta thấy ở trong Roma đoạn 12 câu 1 nói là cái điều mà Chúa vui lòng cho chúng ta trong cuộc đời đi theo Chúa là dâng cái con người mình cho Chúa và đổi mới cái tâm trí của chúng ta. Đó là điều mà Chúa nói, đổi mới tâm trí, phải không? Mà làm sao mình đổi được? Anh em chị em, điều đầu tiên đến với Chúa là sao? Phải có huyết Chúa Giêsu đến để xóa đi tất cả những cái gì quá khứ yếu đuối, tội lỗi, ngu dại của mình. Mình thờ hình tượng phải ăn năn, mình đi vào những chỗ bói toán phải ăn năn, rồi tất cả những cái điều gì đã ăn năn phải có huyết của Chúa Giêsu trước nhất, thấy không? Rồi đến sao? Phải có lời Chúa. Lời Chúa ví như cái gì? Lời Chúa giống như là nước vậy đó, như bánh, như nước. Tại vì Chúa nói rồi,
Nếu ai đến cùng ta thì không đói, và tin ta thì không khát. Lời Chúa là bánh, và tin vào lời Chúa là nước. Sẽ rửa chúng ta, bắt đầu rửa. Rồi kế đến sao? Phải biến đổi nữa. Quyền năng của Đức Thánh Linh trong sách Tít đoạn 3 câu 5 nói sao? Sự cứu bởi sự lại sanh, tức là bắt đầu bằng huyết Chúa, rồi đến lời Chúa, rồi bắt đầu đến quyền năng của Đức Thánh Linh thay đổi cái sự suy nghĩ của chúng ta. Cho nên anh em chị em phải khao khát tìm kiếm sự đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày. Để anh chi? Để khi chúng ta đọc lời Chúa, phải có lời Chúa mới thay đổi được, mới ăn năn được. Phải có lời Chúa, không có cách nào khác hơn hết. Tôi không đọc dùm cho quý vị được, mỗi người phải đọc cho mình. Tôi đứng đây là chỉ có nửa tiếng hồ hơn tôi giảng cho quý vị thôi, nhưng mà sự thay đổi là lời Chúa đến với chúng ta mỗi ngày. Nhiều khi chúng ta coi tivi mấy tiếng hồ mà không để 15 phút, 20 phút, nửa tiếng đọc lời Chúa, đó là một sự thiếu sót rất là lớn. Thấy không? Và rồi Chúa Giêsu nói như thế nào? Các môn Chúa nói là trong sách Tít đoạn 3 câu 5 nó nói là sự cứu tức là bằng huyết Chúa, rồi bắt đầu lời Chúa, quyền năng của Đức Thánh Linh, rồi thay đổi cái tâm trí mới thay đổi được, tức là sự suy nghĩ mới thay đổi được. Thấy không? Sự suy nghĩ mới thay đổi được thì nước thiên đàng mới ở gần mà mình mới kinh nghiệm được. Còn không, nước thiên đàng ở gần mình không kinh nghiệm được, nước Đức Chúa Trời ở gần mà mình không bước vô được. Phải ăn năn, phải thay đổi. Mà nhớ nè, tôi nãy giờ tôi nói cách đơn giản nhất để thay đổi. Thứ nhất, huyết của Chúa Giêsu xóa bôi cái quá khứ của mình, cho nên phải ăn năn ra, phải xưng ra. Thấy không? Hồi xưa mình tin là mình mê tín đó. Xin Chúa tha cái ngu dại ra đi. Có nhiều người nói tôi đâu có phạm tội giết người khúc đó đâu. Xin Chúa tha cho mình vì tin theo cái sự ngu dại của thế gian. Rồi có lời Chúa, để lời Chúa giống như nước, và Đức Thánh Linh cũng giống như sông nước vậy đó, chảy rửa sạch đời sống chúng ta trong cái tâm trí này. Tôi kể câu chuyện của quý vị để thấy Chúa làm việc nó ngược đời với thế gian này. Kể thôi, cái này trong Kinh Thánh chứ không phải chuyện khơi khơi ở ngoài. Chuyện riêng thì nãy giờ tôi kể rồi. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu hóa nước thành rượu không? Hết rượu rồi, cái Chúa bảo ăn sao? Rửa sạch mấy cái thùng đựng nước này đi. Tôi không biết cái thùng nó làm gì, không biết rửa chân hay là làm gì. Chúa bảo rửa sạch đi, rồi đổ nước vô. Anh em chị em, người ta hết rượu rồi, bây giờ Chúa Giêsu bảo rửa đi, đổ nước vào. Rồi Chúa nói múc ra. Chúa Giêsu chưa đặt tay cầu nguyện chứ. Kinh Thánh không có nói Chúa Giêsu chưa đặt tay cầu nguyện chứ hết. Chúa Giêsu bảo đổ nước vô, rồi Chúa bảo lấy ra. Anh em chị em ơi, nếu tâm trí của chúng ta là một tâm trí có sạn thì chúng ta sẽ không làm điều đó. Cái tâm trí của chúng ta phải là một tâm trí của một người vâng lời tuyệt đối, giống đứa trẻ đổ vô múc ra bảo nó làm liền, đúng không? Và nó vâng lời nó làm. Mà những người này á, là không phải là con nít, những người này là những người lớn rồi, đi hầu việc trong bàn tiệc. Chúng ta thấy không? Nước thiên đàng đến với họ vì sự vâng lời và sự đơn sơ và sự không có ảnh hưởng bởi cái sự khôn ngoan, tuổi tác, tri thức và thói quen truyền thống của đời này. Họ vâng lời, họ làm, họ thấy được nước thiên đàng ngay trong cái bữa tiệc đó. Ở đây cho chúng ta thấy hình ảnh gì? Cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm như vậy nếu chúng ta đón nhận nước của Chúa và thay đổi cái tư duy của chúng ta. Mình tự mình không thay đổi được. Tôi chỉ cho quý vị cái cách mà thay đổi bằng cách ăn năn cái quá khứ của mình, có cái mình tin cái gì, mình có thói quen gì. Xin Chúa tha thứ, có lời Chúa và tìm kiếm sự đầy dẫy Thánh Linh, Chúa sẽ thay đổi chúng ta mỗi ngày. Sự đổi mới của Đức Thánh Linh tức là mỗi ngày. Mỗi ngày từ mà chúng ta đi theo Chúa thì Chúa nói sao? Sự đổi mới đó nó sẽ cho chúng ta kinh nghiệm từ vinh quang lại đến vinh quang. Mỗi một lúc chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Ngày hôm mai nó sẽ phải kinh nghiệm nhiều hơn ngày hôm nay. Phép lạ của quá khứ không giúp đỡ gì chúng ta được ngày hôm nay, phải là phép lạ ngay bây giờ. Amen. Mà muốn ngay bây giờ thì phải bắt đầu từ lúc nào đó.
ngày hôm nay với kinh nghiệm. Mà muốn cho ngày mai kinh nghiệm thì bạn phải bắt đầu ngày hôm nay. Bắt đầu bằng sự thay đổi, bằng sự vâng lời, bằng sự sẵn sàng thay đổi, muốn thay đổi, để rồi mình kinh nghiệm nước Đức Chúa Trời, để mình kinh nghiệm nước thiên đàng. Amen. Anh em chị em chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cùng. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì sự yêu thương của Chúa dành cho mỗi chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài thật tốt lành, vì thiên đàng Chúa đã dành cho chúng con sẵn sàng rồi, và nước Đức Chúa Trời Chúa cũng đã sẵn sàng cho chúng con rồi. Lạy Chúa yêu dấu, lạy Chúa Thánh Linh, xin giúp đỡ tất cả chúng con để mỗi ngày chúng con kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, kinh nghiệm nước Chúa nhiều hơn, ngay cả những ngày còn ở trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa, tha thứ mọi lầm lỗi yếu đuối của chúng con, sự thiếu sót của chúng con, để rồi tất cả mỗi chúng con mỗi ngày bước đi với Chúa, kinh nghiệm nước của Ngài một cách trọn vẹn, đặc biệt và như ý muốn của Chúa. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa một ngày tốt lành, bình an. Con cảm ơn Chúa một tuần lễ mới lại bắt đầu với chúng con. Chúa ở cùng tất cả chúng con, bao phủ gìn giữ anh em chị em chúng con trong sự bình an, yêu thương của Ngài. Trang bị chúng con bằng tình yêu và quyền năng của Chúa, để mỗi chúng con làm chứng nhân tốt cho Chúa ở giữa thế gian này. Cho chúng con cơ hội gặp gỡ những người sẵn lòng lắng nghe lời Chúa, sự chia sẻ. Chúng con cảm ơn Chúa để chúng con nói về danh yêu thương và tốt lành của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa chúc phước anh em chị em chúng ta.